Tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng vừa hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt và tịch thu tăng vật hàng chục thanh gỗ quý hiếm không có giấy tờ hợp pháp vận chuyển từ bên kia biên giới về Việt Nam. Trước đó, tại luồng kiểm tra giám sát hàng hóa nhập khẩu, phương tiện vận tải nhập khẩu, lực lượng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện trong hầm gia cố phía dưới gầm một xe đầu kéo kéo theo rơ móc do tài xế Vũ Thanh Bình điều khiển vận chuyển 78 thanh gỗ xẻ có khối lượng 0,979 mét khối. Khi được tổ kiểm tra giám sát yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên, thì ông Vũ Thanh Bình lại không cung cấp được giấy tờ hợp pháp. Sau khi kiểm tra, đại diện hạt kiểm lâm huyện Kỳ Sơn xác định toàn bộ số gỗ bị tạm giữ là gỗ đinh hương thuộc loại gỗ quý hiếm. Lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, tịch thu tăng vật, xử lý theo quy định của pháp luật.